kính thưa tất cả câu hỏi. Trên đường đi hỏi, hoàng tử đã tình cờ nhận được một chiếc hài không biết quay. Chắc đó là một là tiền cắt dây nha. Của một tiền cắt dây nha, hoàng tử đã ra lệnh nếu ai mang được chiếc hài này, người đó sẽ là vợ của ngài. Đúng vậy, ơi, ông lỡ có một bà già bây giờ thích hài với làm sao? Đâu có sao đâu, nếu mà bảo mình giữ hài thế mà ông giấu. Chú nghe, quay ở đây. Ôi mẹ ơi, bà tử đẹp trai quá à. Không có thử hài là ai từ từ cái đó, mình cũng thử thế mẹ. Chắc thử cái đó chứ, bây giờ mình thử. Bà tử nghe là cũng mắc nè. Người thứ nhất, con là chị La. Dạ, cái gì đây? Cái gì? Em qua La thì có, tí sợ con chị La. Trời ơi, bảo gì chỉ có tưởng đi cái gì qua anh chặt mặt tôi. Thôi nhau, chưa tính này kìa. Thôi thôi, nói về chỗ đi. Không nữa. Tiếp tục. Ngồi sai, xuyên thị xuyên. Thank you.
mày cưới mày 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 m